Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh bản sắc dân tộc của vợ chồng mình nhé. Hôm nay thì bây giờ còn rất là sáng sớm các bạn ạ, khoảng tầm 6 giờ sáng thôi. Mình theo chân đường bạn với cả lên nhà, và theo cho một anh chị nữa, vườn nhà anh chị với vườn na các bạn ạ. Đi để trải nghiệm một buổi xem bà con trên này hai nay như thế nào nha bạn nhé. Ở tít trên đỉnh trên kia cơ. Mình vào đây là khá là sâu rồi, và đấy leo lên một cái quả núi nữa, xong xuống vực đây rồi. Đây là kiểu như dạng quả núi thứ hai đấy nhờ. Mình đang ở trong lân rồi, kiểu như đây là gọi là lân các bạn ạ. Ở tít trên kia nha các bạn nhá. Bãi ấy. Ở đây là có nhiều chủ không? Có. Mấy nhà đi, 4-5 nhà đây kìa. Đây là bãi, đây là kia. Tí mình lên tít ở trên kia các bạn ạ. Tại trên đỉnh cơ. Nhìn ở đây như thế thôi nhưng mà thực ra nó cao lắm. Nhìn qua màn hình nó thế thôi. Đấy là mưa nhỏ, mưa to á, còn mình không đi được đường đấy vậy. Phải đi lát bên núi này. Đâu? Đây đường lên này. Ngay gần đây đã có đầy na rồi các bạn ạ. Nhà nào ngay gần chân này thì sướng nhờ. Nhưng mà lại phải gánh lên kia tời à? Có tời đấy anh. À có tời ngay đây rồi. Cái này phải đẩy lên đúng không? Không, kéo từ bên kia. Kéo nó lên được á? Bên kia có xe máy kéo mà. À. Đây này, đúng rồi. Kéo từ đầu trên kia. Có cái động cơ xe máy phải không? Đây này, chỗ này. Đây này. Đấy còn chưa trời ấy nhiều, lúc nào nhiều na. Cây đấy. Quả này nó bé nhờ. Không chăm được sao đấy? Cây này bị bệnh rồi. Cây này bị bệnh rồi. Cây này bệnh rồi hả? Sai nhỉ, cây này sai lắm nhưng mà nó bệnh nhỉ. Bệnh nó không lớn rồi. Chết rồi, vàng hết lá rồi. Đấy vừa nãy hai anh em mình đi đường kia qua này các bạn này kìa. Đối với bản đỏ đỏ. Đúng cái chỗ tay mình chỉ kìa, giữa khe kia. Một cái khe bên vực bên kia là cái đường đi lại, đường vào lân, xong bắt đầu leo qua khe kia lên đây, leo lên đây rồi, kiểu dạng như vậy, đường đi như vậy các bạn. Đây là bể chứa nước phun này, cái này chứa nước mưa thôi. Mưa, đây là nước mưa để phun na. Có đầy nước đây. Ở đây nghe vẻ cái quả nó bé nhỉ, kể cả cây nào nó bệnh hay không bệnh cũng quả bé nhỉ. Năm nay nó kiểu thế. À? Năm nay nó kiểu bị mất mùa. Nó một to nhưng một năm to lắm, cả na to. Dài trơn lắm. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Trơn đấy. Này dép không đi nổi nhờ. Dép không đi nổi thật. Bọn anh tính đi dép nhưng mà may quá đi nhà anh có giày lại đi giày. Không thể đi nổi thật đấy. Bảo vệ thực vật. Cái này là kiểu như đăng ký chứng nhận bảo vệ thực vật hay gì ấy nhỉ? À. Có mấy cái biển trắng kia các bạn kìa. Chú ý khu vực phun thuốc bảo vệ thực vật. Có hái để đây này. Còn son na. Đây bãi mình đây rồi thì. Không. Lên trên nữa. Đây là bãi người khác à? Bãi của nhà ông anh. Ô còn gì ăn sao ấy đây này? Sóc đêm ăn đêm sao nhỉ? Đây. Đây đêm qua nó ăn. Đây cái vũng nước à thiết kế cái bạt đây để nước nó chảy xuống hả? Để có nước phun thôi nhỉ? Nước phun. Tất cả phun. Cầm hộ cái đầu. Đi lấy quang gáy này lên luôn gì? Anh hôm nay chắc không đi hái sao ấy? Có. Hôm qua không đi, hôm qua cũng... Có nhưng mà lấy cái này lên thì anh ấy lấy gì về được? Không, lấy còn mình mà. À. Có nghĩa ông mượn của mình gì? Ba ông mượn. Chỗ này là chỗ tời na từ cái đỉnh này lên đỉnh bên kia các bạn ạ. Kìa. Qua khe bên kia. Dây này kéo mới khó đây này nhờ. Dây này dây không phải nó không mềm như dây cáp đâu, mà kéo cái này nó nặng hơn. Nặng mà căng. Lôi từ ngoài kia vào đến đây cứ căng lên thôi. Ui rồi, này là vất vả lắm, phải đông người làm mới được nhỉ. 4-5 mâm Qua tí nó tới qua cái khe chỗ mình chỉ ấy. Đấy, đúng cái khe đấy. Xong mới lại gánh một lần nữa xuống thì mới xuống đến chỗ để lấy đi bán. Chỗ để xe ấy. Cái này thì bằng bánh xe đạp. Cái này đã làm lâu lắm rồi, han gì hết rồi. À, bánh xe máy, quên. Xe min. Bánh xe min. Mà ở cái này vẫn phanh được sao? Phanh được. Ăn luôn. Sắp đến bãi mình chưa? Lên một đoạn nữa là đến bãi mình. Ui, ở đây quả to thế nhỉ? Đây, cây kia quả to đấy. To thế nhỉ? Cua. Ui các bạn này. Cua. Vừa mấy anh em mình lên này, thấy con cua đá này các bạn này, nhìn thấy chưa? Đây. To nhỉ? Ừ. Cái loại này càng dài ra cái chân dài nhỉ? Chân dài. Đây này. Đỏ lư ấy. Ừ. Con này già lắm rồi đấy nhỉ? Trên đỉnh núi luôn nha. Bọn này không có nước nó sống được nhỉ. Nanon cũng chưa được mấy. Đây là nanon hả? Sau khi anh em chúng tôi lên tiếp trên đỉnh núi các bạn ạ. Nghỉ ngơi một lúc đỡ mệt rồi, bắt đầu chuẩn bị hái na để lên tiếp trên đỉnh này cơ. Đỉnh ngay đây. Cái này phải kéo cắt nhỉ, nếu mà tay là rất là nó dai lắm nhỉ. Chín rồi. Ồ, quả chín ngon quá. Còn cứng ngắc mà. Ăn được rồi. Thế à? Có nhìn bình thường là có biết sao như nào nó chín không? Đấy, nó kiểu héo héo em. Héo héo vào. Ừ. Nó nở cái nứt cái mắt ra nhỉ. Tự ăn không? Là quả ăn sáng đi. Này ăn đi, không bao giờ chín thì tôi ăn. Ăn đi, ăn đi, tôi ăn sáng rồi. Ăn mà cầm sức đi còn gì nữa mà. Này, ăn cầm cự ấy, về hơi muộn ấy. Thèm lại còn ngại. Đói thì còn ngại. Đói thì chưa đói. Nhưng mà thèm rồi. Ở dưới đáy là phải lót lá phải không? Ừ, lót một lá. Lần nào cũng phải lót lá. Cái này làm sao biết quả như nào mà mình cắt đấy? Quả nó cái kẽ là sáng với cả nó trắng là mình cắt. Cái kẽ đấy đường mắt đấy. Kẽ mắt. Ở trên này là những cái cây rồng sau hay sao ấy? Ừ, cái này cây nanon. Nanon này nó ít quả. Cây này chưa được quả nào. Được quả nào chưa? Quả trên này rồi hả? Này, na gối này. Na kế này. Cái này là tầm tháng 9. Tầm tháng 9. Nhờ. Na cả. Cái lượt này có nhiều không? Trái vụ này. Đây này, nhờ, quả này mới bé tí này. Ừ. Có cây sai, có cây không sai mấy. Cây gì kia được. Tầm đấy vẫn mót được nhỉ? Ừ, ngày được. Cách ngày đi được khoảng gánh 2 gánh. Thế ngon. Vẫn được. Cái này cứ một lượt quả là phải lót một lượt lá hả? À, không. Cái này đi cân người ta có trừ lá không hay là nó lọc ra đấy? Trừ bì đi à? Tầm khoảng tầm cân rưỡi một cái sọt này. Đấy mình trừ cho người ta. Nhưng thật ra là nó không đến cân rưỡi nhỉ? Lá này nó nhẹ mà. Quả chín à? Sóc ăn này. Chín chưa? Sóc ăn. Nhưng mà còn xanh hả? Ừ. Xanh là đã ăn rồi, nó cao rồi này. Ở đây bẫy được nhiều lắm đấy nhỉ. Bẫy. Bẫy là mua đủ, bẫy nhiều. Đủ nó ăn nhiều hơn hả? Cây được nhiều phết đây. 2 quả. Sọt này được khoảng tầm 10 hàng không? Này 3 hàng 5 lượt đó là ấy thế rồi. Bây giờ đã 3 lượt rồi gì nữa, lượt thứ 2 đấy. Nhìn không quen nhưng quả nào lấy được phát biết ngay nhỉ? Kiểu như là dân chơi nhìn phát biết ngay. Dân chơi phải nhìn phát biết ngay ấy. Không dám lấy nhiều đâu, lấy nhiều không gánh được. Yeah. Độ tầm khoảng 50 cân thôi. À, cũng có nghĩa là mình chất lên nữa vẫn được nhưng mà không dám lấy thôi vào, sợ gánh xuống nó khó. Vừa nặng mà cái núi là trườn này các bạn nhìn. Đây cho các bạn nhìn xem cái trườn núi này nhá. Nó dựng thẳng đứng xuống như này. Bảo sao cái gánh 5-60 cân nó gánh xuống đây. Cái này mà trượt chân đổ cái là toi luôn cả gánh nhờ. Toi luôn cả gánh luôn. Đổ nó vứt. Đấy, vẫn lấy về ăn được, không bán được thôi. À, vẫn mang về ăn được nha. Mình không bán nữa. Chín à? Phải chín không? Chín chưa? Chưa chín mấy? Chưa chín. Chưa chín ăn gì? Để chín này. Quả này chín rồi gì? Quả này chín rồi. Quả này con sao con gì ăn nở ấy hết ra. Không, nó khóc bung. Khóc bung ra nhiều con sao con gì cũng mổ chim sao nhỉ? Hay sóc nhỉ? Quả này chín mềm lắm rồi nhỉ? Ừ, trong tự ăn. Tự ơi. Làm gì phải tự. Nào không? Tự con em nó ăn một quả đây. Quả xanh này. Đây còn quả chín này. Ý, con ăn... cua kìa. Ôi. Ôi lại con cua. À, phải con cua gì? À, thật lăn à? Ừ. Quả này để mình sẽ thử một miếng các bạn ạ. Ăn một quả chứ phải thử một miếng gì nữa. Ăn luôn. Ăn luôn tại bãi. Ăn luôn tại bãi mới ngon. Mùa này là cua chưa có giòi tầm này nhỉ? Cuối vụ có giòi phải không? Chờ cuối vụ đi. Cuối vụ có giòi hay có giòi. Mời các bạn nhá. Mềm ngọt lắm không ạ? Ngọt mà nhiều nước. Học đi, về học nghề đi. Học đi trước cái mấy năm trước. Ô vác lên à? Ở tơi trên này á? À? Hai tơi bên dưới. Vác xuống đi. Vác xuống xong rồi xách chai nước lên. Mang đòn lên gì? Anh Hiệp mang đòn lên, à thế thì để đây. Có đòn để đây, tí gánh xuống cho được. Ở đây kiểu gì cũng hai sòn mà. Cái này là chị cắt để đây các bạn ạ. Quả này mở mắt to này, có chín, quả này chín rồi sao ấy nhỉ? Đây. Quả mở mắt to này. Mấy quả này giờ hôm qua cắt sót sao ấy, giờ chín mở mắt to thế nhỉ? Sót phải không chị? Sót mới mở này. Ui quả này cái mắt to thế nhỉ? Hai quả này mắt to cực nhá. Cái này anh hái bên trên à? Ừ. Trên làm sọt. Kia xách sọt kia đâu rồi nhỉ? Xuống dưới rồi. Xuống bể. Thì như để cho bể. Cao quá là phải trèo. Một cây thì được 2-3 quả thôi anh nhỉ? Ừ, mỗi cây chỉ cắt khoảng 2-3 quả thôi. 2 quả kiểu nó chưa rộ mấy nhỉ? Chưa được nhiều. Kiểu lứa đầu ra thôi nhỉ? Nhiều mà cây, mỗi cây mà một lượt sọt ra có ngày cũng là mấy chục gánh. Đi cắt được khoảng mấy ngày rồi anh? 4-5 hôm. Thế mới gọi là đầu vụ thôi trên núi ấy. Công chọn này lích kích thì lâu thôi nhỉ. Công chọn nó phải mở mắt sáng thì hái được. Cái này nhìn quen, nhìn cái là phát hiện ra rồi nhỉ. Ừ. Nhìn không quen này cũng mất khoảng thời gian lắm. Nếu mà không biết hái còn mỗi năm còn toàn phải hướng dẫn người cắt. Toàn cắt nhầm là nhầm quả xanh. Đấy. Ra chủ nó mua nó lại chê là xanh. Ông ấy mai nó to hơn cố gắng. Ô, khu này tiên đi qua sao? Ô, thi thoảng em thấy cái rẻ treo treo đây là để làm gì đấy anh? Để sóc. À, cái này nó kiểu như nó ý là kiểu như là mình bảo là đánh dấu là người ở đây, nó kiểu tưởng là người đấy nhỉ. Ừ. Màu sặc sỡ đấy hả? Ông sóc nó cắn nhiều lắm. Tàn nào thi thoảng em lại cứ treo treo kiểu như quần áo trẻ con nhưng mà để cái này chắc để lau tay hay gì. Không mua được pháo, mấy cái bắn dọa nó cũng chạy áp. Một lần ra kiểu là nó kiểu bảo là bắn đuổi nó nhờ. Ừ. Mỗi lần bắn cái kia là nó cũng sợ đi được thời gian. Đi được 3 ngày. Thì thẳng vào bắn. Hôm nào cũng bắn thì nó không xuống ăn đâu. Cứ cái ngày bắn lần nhỉ. Cây nào cao là phải mất công trèo lên, mất công lắm. Trèo. Nếu mà chặt thấp quá thì lại không có cành, lại không được nhiều quả. Bớt buộc phải để cao tí nhỉ. Buộc phải để cao, để cành. Năm ngoái. Để đấy được ạ. Đấy, em lấy xuống đi cái hộp kia. Mà bác cũng lại nó lên thật. Lẻ mất. Lẻ đi xuống luôn đi. Không lẻ đâu, chắc còn xô rồi, khi quế khác xô đến đây. Đúng rồi, còn ở đây mà, còn ở đây còn nữa.